Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ở hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau uh, soi hai bot. Thứ nhất là bot tôn giả, thứ hai là bot chip. Từ này có sự thay đổi đột phá cực kỳ lớn khiến cho cụm lên server phải trầm trồ. Thứ nhất là đối với bot tôn giả thì có sự thay đổi lớn đối với chiến linh. Các bạn thấy là clip gần đây mình lên của bot tôn giả đó là 20 tỷ lực chiến và bây giờ uh, bot idol tôn giả đã 26 tỷ 228 triệu mà thấy chưa à, việc mà chiến linh thì nó giúp các bọt lên tận 6 tỷ lực chiến trong vòng một ngày các bạn nhé lên 6 tỷ lực chiến trong vòng một ngày luôn chứ không phải là hàng tuần ngày xưa mình lên những cái clip ví dụ như một tuần lên một tỷ lực chiến à, một tuần lên 2 tỷ lực chiến nhưng bây giờ có những sự đột phá lớn đến nỗi mà một ngày lên 6 tỷ lực chiến các bạn nhé đó chính là nguyên do ở đâu nguyên do đến từ chiến linh Thật ra chiến Linh bục rất là nhiều chiến Linh dành cho đúng chất là dành cho người nạp hầu như các bạn khó có thể cải chay chiến Linh theo kiểu là đấu giá ra tài nguyên để nâng chiến Linh hầu như không có các bạn phải tham gia hoạt động cải chay uh, chạy bằng cơm không thể chạy bằng cà lon đối với hoạt động chiến Linh thì mình rất thích những cái hoạt động như thế này nó mới tạo lại sự cân bằng của trò chơi giữa người cải chay và người có nạp ít cũng như nạp vừa bây giờ đôi lúc có những câu chuyện mà nạp 20 triệu nạp 30 triệu có thể xảy ra tình huống đánh không thành thắng các bạn cày chay nhé các ấy ấy rất là nguy hiểm. Thì nó thứ nhất là nó làm thất thu đi đến cái doanh thu của VNG cũng như là nó làm cho trò chơi ít được đầu tư hơn, ít được nâng cấp hơn, ít chạy truyền thông hơn, người chơi ít hơn thì các bạn chơi cũng buồn đúng không? Ví dụ như các bạn thấy một số server các bạn cày cày chay các bạn thấy là server nó chắc chắn sẽ ảm đạm liền. Bởi vì cày chay nó quyên mình xin lỗi nhé là cày clone thì nó sẽ tạo ra khá là nhiều hệ lụy nó khá là làm server các bạn ảnh hưởng nhiều ok chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề là à, hiện tại thì bộ tg tôn giả dạ đang sử dụng à, chiến linh hoa tượng dung việc mà sử dụng chiến linh hoa tượng dung thì sẽ cung cấp cho bộ trạng thái vân y và hai tầng hoa dung hai Đối với cái trạng thái vân y thì nó sẽ duy trì đến kiệt khi kết thúc vòng đấu nhé thì kết thúc vòng đấu này thì không hiểu là nó kết thúc ở uh, thế tầng vòng hay là như thế nào thì uh, thứ hai nữa là trạng thái hoa dung hai trạng thái hoa dung hai thì nó sẽ có hai tầng và mỗi lần mà các bạn bị đánh hoặc là mỗi khi kích hoạt thành công ấy thì nó sẽ mất đi một tầng nhé thì đối với vân Y thì như các bạn cũng biết rồi tăng tận là một phòng thủ cũng như là hoa dung hai thì sau khi chịu trả thương bất kỳ tăng cho các bạn thêm 10 phần trăm sinh lực bằng sát thương phải chịu lần này và một trăm phần trăm sinh lực chứ rất là kinh một phần trăm sinh lực hồi sinh lực bằng sát thương phải chịu lần này đấy thì để mình sẽ tỷ võ với một Tg tôn giả để xem như thế nào đấy, đây mình sẽ tỷ võ để xem cho các bạn xem cái trạng thái đó nó ẩn hay hiện nhưng như mình nghĩ thì trạng thái này nó sẽ ẩn nha các bạn nó không hiện giống như trạng thái tốt đâu các bạn thấy chưa sau khi bụp hoa dung vào vân đi thì nó cũng chưa xuất hiện cái trạng thái ở ngoài để cho chúng ta thấy mà nó ẩn vào trong nhân vật nha các bạn Đấy, nói chung là khá chênh lệch Ok, mình sẽ soi chi tiết cho các bác à, để xem là chiến linh của bọt TG tôn giả như thế nào. Các bạn thấy là bọt TG tiên giả chắc chắn đã lấy được ba à, chiến linh và bọt TG tôn giả đang ôn ninh vào hoa tượng dung. Đấy, hầu như là hoa Tưởng dung đã lên 5 sao, thiên lý ảnh đang 4, 5 sao thôi, và không có sao nào. Dạ, đăng quân thì chữ cũng chưa có sao nào thì vấn đề mà chưa có xa thì chắc chắn các bạn sẽ chưa click kích hoạt được cái kỹ năng trợ chiến nhé nhưng đối với cái tướng hoa tượng dung này thì bọt đã kích hoạt được đủ hai cái kỹ năng trợ chiến thứ nhất là kỹ năng đầu tiên là tích nguyệt đấy tăng giảm sát tương toàn bộ Veta 20% à, tăng sát tương cũng như là kỹ năng phồn hoa trợ chiến tăng sạc tương toàn bộ thần tướng Veta 20% nữa và kỹ năng cuối cùng là hoa liên quân À, sát tương gián tiếp toàn bộ Tần tướng veta phải chịu là giảm 25% nhé Chủ yếu là lấy mấy cái kỹ năng trợ chiến thôi Bởi vì cái kỹ năng trợ chiến nó khá là ngon Với việc mà bọt cũng đầu tư Thì các bạn thì Mình nghĩ bọt đã lên mắc Mắc thiên phú rồi các bạn nhé Mình nghĩ là bọt đã lên mắc thiên phú rồi Đấy Việc mà lên mắc cái thiên phú thì Nó giúp tăng lực chiến cực kỳ nhiều Đối với những cái nick bọt như thế này. các bạn thấy chưa? Hoa tượng dung mắc rồi. Vậy là cả bọt vẫn đang có cơ hội để lên tiếp nhé. Lên dạng lăng quân và thiên lý anh. Nghĩa là bây giờ muốn lên những con tướng này thì để lên mắc năm năm thì các bạn cần phải khoảng tầm 25 đến 30 triệu đấy. Tính mà tính đi tính lại thì có phải là tổng cộng là 6 con tướng đấy các bạn nhé. Bình thường thì các bạn lấy con đầu tiên về nó tính là một sao nhưng không. Tính con lấy con đầu tiên về thì nó vẫn tính là không sao. Ok, sau khi chúng ta xem bọt TG tôn giả dạ, thì chúng ta cùng nhau xem bọt chip nhé. Bọt chip thì sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bọt chip nha các bạn. Thì đây, màn hình của các bạn, bọt chip này. ờ, <laughs> à, hóa thân hiện tại đang hóa thân bạch tử rất là đẹp nha các à, bạn. Ờ, chip các bạn thấy điều bất ngờ không? 2 tỷ 8, à, 28 tỷ. Nghĩa là sao? Clip gần đây nhất của mình lên bọt chip là 18 tỷ nghĩa là trong vòng một ngày một chip lên tận 10 tỷ lực chiến các bạn lý biết lý do tại sao không chắc chắn là lý do đến từ chiến linh các bạn đấy lý do đến từ chiến linh tại sao nó lại có câu chuyện như vậy à bó đợt này thì cũng lên thiên thủ yêu cơ này thất tình một chip thì quá mạnh rồi à, vô vô đối tông cục cụm xe vừa đợt này 28 thị và bản tộc 2 thì chỉ có 6 tỷ 7 thôi chênh nhau tận là uh, 22 tỷ, dã man. Ok, chúng ta sẽ uh, giải thích lý do tại sao một kiếp lại uh, lên lực chiến nhanh như thế. ấy, trong vòng một ngày mà lên 10 tỷ, thì lý do nó chỉ ở chỗ chiến linh thôi. Tại sao lại Nó ở phần thiên phú nhé bác. mình sẽ ấn vào một so tài cho các bạn xem luôn. Các bạn thấy chưa? Uh, Bọt đang tập trung vào thiên lý ảnh nhé. Các bạn thấy chưa? Sự xuất hiện của thiên lý ảnh. Này ở à, hầu như đã mắc rồi mắc ba sao rồi bây giờ mỗi lên cái gì còn có thể lên được đó là chiến hồn bậc chắc chắn bọt đã mắc thiên phú rồi đấy cái thiên phú bọt cũng lên mắc rồi tại sao cái thiên phú nó lại tăng nhiều như thế nó lại tăng lực chiến nhiều như thế bởi vì cái chỉ số phần trăm tấn công phần trăm sinh lực và phần trăm phòng thủ ấy nó sẽ nhân nó sẽ nhân với cái chỉ số cơ bản của các bọt rất là nhiều cái chỉ số cơ bản của các bọt ví dụ như những cái chỉ số cơ bản của đây, những chỉ số tấn công, là những chỉ số máu, phòng thủ sẽ nhân lên rất là nhiều. Đấy, mà nó nhân toàn độ nhé. Bình thường thì các bạn mặc một cái kỷ vật hay một cái thần thông hoặc là một cái minh văn gì đó. Thì các bạn chỉ là, ví dụ như, à, mình kiếm một cái phần trăm tấn công tí. Đây, ví dụ như các bạn mặc bạch cột tinh. Cái minh văn 18% tấn công. Thì nó chỉ 48% 18% tấn công cho bạch cổ tinh. Thì lượng lực chiến các bạn chỉ được tầm khoảng. Bao nhiêu đây? Tầm khoảng 1 triệu. Đấy một triệu hai Rồi nó nhân lên nữa thì tầm khoảng 3 triệu lực chiến đi. Nhưng khi mà các bạn. Lên ở chiến linh ấy. Mục thiên phú ấy. Thì các bạn nâng một cái. Thì nó sẽ cho tận 6 tướng luôn. Đấy, nó tận 6 tướng luôn. thì với việc mà khoảng, mình nhớ chiến linh bây giờ lên mắc là 5, 5, 5, 20, năm Vậy là cái đợt chiến linh này có thể bột cho mũi thần tướng tận. 100 hạ, 50 x 3 là 150. Nghĩa là tầm 150% tấn công cho đến 200% tấn công. 150 đến 200% mình nhớ tầm, tầm đó nhé. Đấy min là 150 phần trăm tấn công mắc là 200 phần trăm tấn công nó còn nhiều cái chỉ số cơ bản nữa nghĩa là nó lên uống lực chiến dã man đấy đối với những nick lực chiến thấp thì nó nhân công cao nhưng đối với những nick như thế này thì nó nhân dã man các bạn bây giờ thấy tấn công của Nata không nó lên tận gần 30 triệu tấn công máu gần 300 triệu máu các bạn tưởng tượng các tốp các tốp bây giờ lực chiến khoảng 3 tỷ đi thì tấn công tầm khoảng 10 triệu và bây giờ các bot hiện tại lực chiến 28 tỷ thì tấn công là 30 triệu mà nhé nó sự chênh lệch khá là nhiều ở đợt này bot lên cả thiên thủ yếu cơ tất tỉnh nha các bạn các bạn thấy chưa một sẹt đỏ bình thường thôi một sẹt thường cổ bình thường thôi mà đã tấn công tận 25 triệu máu tận 256 triệu nghĩa là những cái chỉ số nội tại của bọt rất là cao và rất là kinh khủng dã dạ man bố thì hiện tại đang tập trung vào vào thiên lý ảnh đã nâng mình thấy có việc mà nâng chín hồn bậc của thiên lý ảnh thì thiên lý ảnh thì mình cũng đã từng nói rồi ở gây đam gián tiếp này thật ra thì mình đã tét cái đam gián tiếp này rồi nhé các bác nó không to như chúng ta nghĩ mình đã tét rồi nhưng rất tiếc là không có dịp và mình test rồi mình thấy là cái này nó không không to cho lắm nhá các bạn vì thế thì tốt nhất là các bạn vẫn nên lấy hoa uh, phương hoa tuyệt đại đi uh, cái kỹ năng phương hoa tuyệt đại của uh, hoa tự dung này bởi vì mình mình đã check rồi bởi vì mình solo với bọt chip rồi mình so tài với bọt chip và lúc vào trận thì uh, thiên lý ảnh xuất chiến thì có đánh nhá có đánh vào dương tiễn của mình nó sẽ đánh vào thần tướng đam to nhất của mình là hiện tại là Dương Tiễn. Thì mình thấy là đánh thì cũng mất máu đấy. Nó tự rút máu đấy. Nhưng cảm giác là máu cũng to. Vậy là chúng ta có thể thống chắc chắn một điều rằng cái sát thương nó gây ra như thế này. Nó lấy sinh lực. Nó lấy sinh sinh lực của ai? Nó lấy sinh lực của chính bản thân nó. Chính là thiên lý ảnh. Thế là nó lấy sinh lực của thiên lý ảnh. Mà các bạn thấy là sinh lực của thiên lý ảnh nó nhỏ lắm như mũi đấy và nếu mà gây thêm cho phần tướng có tấn công cao nhất sát thương gián tiếp bằng 100 điểm sinh lực tối đa chênh lệch giữa sinh lực cao nhất và sinh lực thấp nhất thì mình không biết là nó lấy chênh lệch kiểu gì đây bởi vì lúc mình test thì thấy uh, dương tiễn của mình một uh, 100 phần trăm máu mà vào bị giật một phát luôn chưa làm gì cả thì uh, bị giật rút còn khoảng uh, 10 phần trăm máu nữa mà trong cái đó mình đang chỉ 357 triệu đánh với 28 tỷ. <laughs> Nghĩa là nó chênh nhau bao nhiêu lần. Chênh nhau tận 100 lần nha bác. Đấy, nó chênh nhau tận 100 lần. Mà rút như thế thì nếu mà đánh solo với nhau thì nó rút không ăn thua đâu. Chênh nhau 100 lần là chiến mà. Đáng lẽ ra nếu mà nó rút một quả mà dương tiễn mình mất đấy. Hy sinh luôn đấy. Thì ngon. Mà rút mà đến nỗi dương tiễn của mình còn 10% máu thì không ăn thua cho lắm. Ok, so cho các bạn xem ấy, bỏ hầu như là lên full rồi nhé. Đẳng cấp thật một một ngày lên 10 tỷ lực chiến các bạn ạ. Các bạn có thể xem clip phần đây mình vừa lên bọt chip đấy cho các bạn xem trận đấu này. Năm tháng như nước chảy. Năm, Năm tháng như nước chảy. Phải.

mới hành động một chút mà đã náo động toàn cục dũng thuyền tương báo quên hết đi nốt trận này thì mình tự trích qua liên sẽ vừa xem có sử dụng chiến linh khác không hình như không nhầm là lúc trưa lúc chiều là bọn có thay đổi chiến linh một chút mới hành động một chút mà đã động toàn cục ta cũng có thể mọi người đừng lo đây bạn thấy cái skin của ở nata không đẹp thì các bạn cái skin chất lượng hóa thân cũng đẹp hóa. khi mà bị hóa thân rồi thì hiện ra cái người hình cái siêu nhân hôm nay giọng mình hơi mịt một chút nha các bạn có gì thông cảm mình sẽ qua giải liên server mình chết một tí đủ quyết định cao này. có không? Đây là dung. Cái... Ok, chắc là video của mình đến đây dừng, không có bắt clip toàn mới đây thôi. Uh, video của mình đến đây chắc cũng là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại